Mới đây, tại buổi bốc thăm chia bảng giải đấu PUBG Mobile Pro League Việt Nam mùa 3, Thảo Trang, nữ MC xinh đẹp của 500 Pro, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả vì quá xinh đẹp. Thảo Trang còn được công nhận là bàn tay vàng trong làng bốc thăm vì đã đưa Pokemon vào một bảng đấu được cho là quá dễ dàng cho họ. Cộng đồng mạng đã tích cực để lại bình luận khen ngợi Thảo Trang và cho rằng mùa giải này chỉ cần ngắm MC là đủ, không cần xem các team khác bắn nhau làm gì. Được biết, Thảo Trang sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và cũng là MC nữ duy nhất của 500 Broad Media.